Khi bạn ngã mất đi, những đau khổ trong bạn cũng tan biến. Bạn cảm thấy tâm hồn mình trở nên lành lặn và toàn vẹn. Bản ngã chính là cội nguồn của bệnh tật đau khổ. Một khi nó biến mất, bạn sẽ không còn trì độ mê muội nữa mà bắt đầu tuôn chảy. Bạn sẽ chảy hòa cùng luồng chảy mênh mông của sự tồn tại. Nobert, nhà toán học nổi tiếng người Mỹ đã nói, chúng ta không phải là thứ chất liệu mãi chây ì, mà chúng ta là những mẫu hình biết tự duy trì, là những xoáy nước trong dòng sông muôn đời tuôn chảy. Thế thì bạn không phải là bản ngã, mà bạn là một sự kiện, một chuỗi những sự kiện, và bản ngã chỉ là một phần trong đó. Bạn không cần phải đến bất kỳ trường lớp nào để học lấy sự sáng tạo. Tất cả những gì bạn cần làm là hướng nội và giúp cho bản ngã tan biến. Đừng ủng hộ nó, đừng nuôi dưỡng hay làm nó mạnh lên. Khi bản ngã biến mất, mọi thứ đều là chân lý, đều đẹp đẽ, rồi mọi sự diễn ra đều sẽ tốt đẹp. Khi đó, bạn không còn cảm thấy nhàm chán trong cuộc sống nữa. Bạn trở nên sáng tạo trong mọi việc, dù là rất nhỏ. Ngay cả công việc quét dọn cũng mang tính thiêng liêng, chẳng khác gì một nghi lễ thờ phụng, một buổi cầu nguyện. Vì vậy, bất cứ việc gì bạn làm cũng đều có âm hưởng của sáng tạo. Bạn không cần phải trở nên nổi tiếng. Người thực sự sáng tạo sẽ không mảy may quan tâm đến sự nổi tiếng, bởi anh ta không cần. Tự thân công việc đã khiến anh ta cảm thấy vô cùng viên mãn rồi. Anh hài lòng về những gì mình đang làm, cũng như nơi mình đang ở, đến độ chẳng còn khát khao gì hơn nữa. Khi bạn sáng tạo, những ham muốn sẽ biến mất. Khi bạn sáng tạo, những tham vọng sẽ biến mất. Khi bạn sáng tạo, bạn đang được là chính con người mà bạn vẫn luôn mong muốn trở thành.